Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách download và cài đặt driver in cho máy photocopy Ricoh MB4000, 5000. Cách làm cũng tương tự nhau ha, trên những dòng như là MB4001, 5001. Thì việc đầu tiên thì các bạn sẽ vào Start Run. Các bạn gõ chữ Run luôn ha. Sau đó các bạn nhập vào chữ CMD, bấm Enter. Tiếp theo nhập vào ipconfig, bấm Enter một cái. Rồi, ở đây chúng ta sẽ kiểm tra lớp mạng. Lớp mạng của mình là 192.168.88.138. Ok. Tiếp theo các bạn sẽ lên trên máy Photocopy và chúng ta sẽ lựa chọn một cái địa chỉ IP bất kỳ để set lên trên máy ha. Thì trên màn hình máy chúng ta sẽ bấm vào Keystone Counter. Các bạn bấm vào Keystone Counter. Sau đó bạn chọn vào System Setting. Ở đây lớp mạng sẽ đi theo cái địa chỉ IP lúc nãy các bạn, 192.168.88.x. X ở đây các bạn giá trị đặt từ ý ha, từ 255 trở lại nha các bạn. Rồi, các bạn chọn tab Interface Setting. Rồi, cái dòng Machine IPv4 Address các bạn chọn vào. Rồi, ở đây mình thấy là 192.168.1.9.19. Ok. Các bạn bấm vào chữ Change, sau đó nhập vào ha, 192.168.88. Mình chọn số 99 luôn nha các bạn. Sau đó các bạn muốn di chuyển qua lại thì các bạn bấm mũi tên ha. Hoàn thành xong hết các bạn bấm nút thăng. Rồi, set format thì các bạn cứ căn cứ theo trên máy tính hồi nãy các bạn gõ đó. Thì ở đây mình thường là 255.255.255.0 ha. Sau khi xong hết các bạn sẽ bấm vào OK là xong. Xong cái phần thiết lập địa chỉ IP trên máy Photocopy. Rồi, cái phần mà IPv4 Gateway Address thì các bạn cũng nhập vào luôn. Tại vì đa số máy Adobe mình đều có cài scan nha các bạn. Nên các bạn phải nhập cái dòng Gateway vào. Thì Gateway của mình trong trường hợp này là 192.168.88.1. Sau khi nhập xong các bạn bấm vào nút thăng. Nha các bạn, bấm nút thăng. Rồi, thoát ra. Như vậy là các bạn đã thiết lập địa chỉ IP trên máy Adobe xong rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại máy vi tính. Sau đó bạn sẽ sử dụng câu lệnh là pin để kiểm tra kết nối giữa máy Photocopy và hệ thống mạng của các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhập vào chữ pin. BY NG khoảng cách. Rồi các bạn sẽ nhập vào địa chỉ IP của máy Photocopy lúc nãy mình mới set á, 192.168.88.99. Sau đó bạn bấm Enter. Rồi, nếu mà kết nối tốt thì nó sẽ phản hồi như thế này nha các bạn. TTL bằng 25 ha. Một số trường hợp kết nối không tốt thì nó hiện là Request Timeout này kia chẳng hạn. Thì các bạn sẽ kiểm tra lại các kết nối giữa máy Photocopy và hệ thống mạng nha các bạn. Rồi, tiếp theo nữa các bạn sẽ vào Google. Các bạn sẽ gõ cái từ khóa là Driver Ricoh. Rồi, ok, khoan, chúng ta sẽ quay trở lại. Lít chụp phải vào cái biểu tượng DPC, chọn Properties. Thì trước khi cài đặt thì chúng ta sẽ kiểm tra xem Windows các bạn đang là Windows mấy ha. Ở đây mình là Windows 11 Pro và phiên bản trên này là System Type là 64-bit nha các bạn. Thì thật ra Windows 11 thì chỉ có bản 64-bit thôi. Thì mình hướng dẫn qua cho lại bước này nữa để các bạn biết được Windows của các bạn là Windows gì. Một số trường hợp bạn có thể là Win 7 hay là Win 10 chẳng hạn. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại Google và gõ từ khóa là Driver Ricoh MB5000. Bạn gõ luôn Win 11 luôn ha. Sau đó bạn bấm Enter. Rồi, mình chọn lên đầu tiên luôn. Rồi, do OS. Rồi, các bạn tích vào. Đây. Cái này đang detect ra, dò ra đang để mặc định là Win 16-bit nha các bạn. Rồi, tích vào đây. Show OS, nói chung là chọn hệ điều hành khác, rồi chọn vào Windows. Rồi các bạn thấy ha, Microsoft Windows 11 64-bit, rồi các bạn chọn vào. Một số trường hợp các bạn Win 10 hay Win 7 gì các bạn chọn cho phù hợp ha. Rồi, tích vào BCL6 driver. Rồi, driver download gì dưới này ha. Rồi, hiển thị trong chỗ download. Rồi, open lên luôn. Rồi, dễ nén rồi nha các bạn. Rồi, cứ chạy như dễ nén ra thôi. Net.
Rồi, rao tới cái chỗ các bạn dễ nén ra, bạn nhớ ha, để ý cái chỗ nào để lát mình lấy. Rồi, mình bỏ ngoài laptop ha. Ok. Rồi, nó nằm góc trái phía trên rồi ha. Các bạn mở lên luôn, sau đó chúng ta mở thẳng vào luôn ha. Các bạn sẽ copy cái đường dẫn này sẵn nha các bạn. Copy. Rồi, ok. Tiếp theo nữa các bạn sẽ vào Control Panel. Hoặc có thể các bạn vào Start ha, gõ chữ Control Panel lên. Một số Control Panel trên một số máy tính thì là không đặt ngoài desktop. Các bạn sẽ chọn vào Device Editor. Rồi chọn Add Editor. Rồi lúc này nếu mà cái máy photo các bạn đây ha, các bạn vừa lít vào thì nó tự test dò ra luôn. Rồi trong trường hợp này các bạn sẽ không chọn vào cái driver này, các bạn lít vào cái dòng phía dưới này. Rồi tích vào dòng dưới cùng luôn. Rồi sau đó bạn bấm Next. Rồi chọn dòng dưới này, Click New Board. Rồi lít vào chọn Standard TCP duyệt IP Board. Rồi bấm Next. Rồi các bạn lưu ý ha, trong cái hộp thoại chỗ này thì cái dấu tích ngay chỗ này các bạn bỏ nha. Rồi nhập vào 192.168.88.99 là cái địa chỉ IP của máy photocopy, sau đó bạn bấm Next. Và các bạn lưu ý ngay chỗ dấu tích này, bình thường nếu mà mặc định đó, thì nó sẽ có dấu tích chỗ này, các bạn bỏ nha. Rồi các bạn bấm Next. Rồi ngay chỗ này các bạn tích vào chữ Help Edit, sau đó lít chuột phải lên, paste cái địa chỉ lúc nãy các bạn đã copy sẵn, bấm OK. Rồi ở trong này thì nó có mấy cái dòng để các bạn lựa chọn phù hợp với cái mã máy mà các bạn đang cài đặt á, sau đó bạn bấm Next. Ngay chỗ cái dòng mà nãy mình nói là tại sao các bạn không thích chọn vào, hoặc là ngay chỗ mà khi vừa dò ra driver của cái máy photocopy á, đó là driver của Windows nha các bạn lưu ý cho mình. Sau khi cài đặt xong thì các bạn lít chuột phải là vào cái biểu tượng của Ricoh MB5000, tích vào Reference, rồi tab Paper. Ở đây các bạn thấy ha, Document Size nó đang là letter, các bạn lít vào chọn A4, sau đó Apply OK nha các bạn. OK. Rồi tương tự như vậy luôn ha, ở tab Advanced thì cũng Printing Default, các bạn cũng chỉnh lại Paper, các bạn lít vào letter và chọn vào chữ A4. Apply OK là xong nhé các bạn. OK. Rồi, như vậy thì tôi đã chia sẻ hướng dẫn các bạn cách set địa chỉ IP trên máy Ricoh MB5000, cũng như là cách download và cài đặt driver in, cũng như là cách thiết lập các cái hộ giấy cho máy photocopy Ricoh MB5000 xong rồi nhé các bạn. Cách làm tương tự đối với những dòng như là Ricoh MB 4000, 4001, 5001. Rồi, sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ click vào chữ Vintage Bay. Nếu mà các bạn cài đặt driver in thành công thì các bạn tích vào đây thì máy sinh ra nhé các bạn. Rồi, mình mở lên hai file đang bị treo ha. Hai file bị treo à. Rồi phát hiện ra lý do là do cái máy photo nó bị kẹt giấy nha các bạn. Máy photo kẹt giấy ha. Bây giờ mình để mình lấy giấy ra, sau đó thì cái lệnh in nó sẽ đổ xuống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là like, share, comment ủng hộ mình nhé các bạn, để mình có nhiều động lực mình làm nhiều nhiều video chia sẻ đến tất cả các bạn, cũng như là trong quá trình cài đặt sử dụng này kia các bạn cần sự trợ giúp thì xin hãy comment phía dưới video, hoặc có thể là inbox qua cái fanpage của mình. Bye.
papa ever take. Don't leave me here high and dry.